Chào em, ở video này chúng ta cùng nhau làm bài 3, trang 54. Giả sử có 7 bông hoa màu khác nhau và 3 lọ khác nhau. 7 bông hoa màu khác nhau và 3 lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 3 lọ đã cho. Mỗi lọ cắm một bông. Thì để giúp các bạn hiểu rõ hoán vị chỉnh hợp tổ hợp thì thầy cũng sẽ trình bày bài 3 này theo nhiều cách để các bạn phân biệt rõ. Giờ thầy làm cách 1. Thì bây giờ chúng ta có là 7 bông hoa sẽ cắm vào 3 lọ ha, mỗi lọ cắm một bông. Thì theo định nghĩa về chỉnh hợp thì giả sử chúng ta có k bé hơn n thì kết quả của việc lấy ra k phần tử khác nhau từ n phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Đây là định nghĩa về chỉnh hợp. Như vậy thì của chúng ta là lấy ra 3 bông hoa từ 7 bông hoa, đúng không? Là K ở đây là bằng 3. Được chưa? N là bằng 7 ha? Lấy ra 3 bông hoa từ 7 bông hoa và cắm chúng vào 3 lọ, có nghĩa là chúng ta sắp xếp chúng ha? Bông thứ nhất, bông thứ hai, bông thứ ba, hoặc là bông thứ nhất, bông thứ ba, bông thứ hai, sắp xếp chúng. Được chưa? Thì đây chính là một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử. Được không? Các bạn đọc lại định nghĩa về chỉnh hợp ha. Như vậy thì ở đây là số cách cắm 3 bông hoa. Số cách cắm 3 bông hoa vào 3 lọ đã cho. Sẽ bằng thì mỗi cách chọn ra và cắm, mỗi cách chọn ra 3 bông hoa và cắm vào 3 lọ thì được gọi là một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử. Được chưa? Chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử. Như vậy thì số cách để mà mình chọn ra rồi cắm thì sẽ bằng số chỉnh hợp. Được chưa? Số cách để chọn ra và cắm sẽ bằng số chỉnh hợp, số chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử. Số chỉnh hợp chập 3 phần tử và được tính là bằng A37 bằng A37 thì bằng 7 dây thừa chia cho 7 trừ 3 dây thừa. Mình tự tính tay cho quen các bạn, mình không cần bấm máy tính đâu. Mình cấp bấm máy tính thì những cái số này mình khó kiểm soát lắm. Mình tính tay quen rồi mình sẽ tính rất là nhanh. Chúng ta có 7 dây thừa là bằng 7 nhân 6 nhân 5 nhân cho 4 dây thừa, đúng không? 4, 3, 2, 1 thì bằng 4 dây thừa. Rồi 7 trừ 3 sẽ bằng 4 dây thừa. Được chưa? Thì 4 dây thừa này với 4 dây thừa này chúng ta rút gọn hết. Cuối cùng chúng ta còn 6 nhân 5, 30. 3 nhân 7, 21, 210 cách. Được không? Rồi, chúng ta đã xong cách 1. Cách 1 là chúng ta dùng công thức chỉnh hợp. Kết quả của việc lấy ra K phần tử khác nhau từ N phần tử của tập hợp A và xếp chúng theo một thứ tự nào đó thì được gọi là một chỉnh hợp chập K của N phần tử. Mình lấy ra rồi sau đó mình sắp xếp là chỉnh hợp. Rồi, thì cái chỉnh hợp này nó cũng có mối liên quan giữa tổ hợp và hoán vị. Được chưa? Lấy ra và sắp xếp. Lấy ra K trong N phần tử. Đó chính là tổ hợp. Rồi sắp xếp chính là hoán vị. Được không? Sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó chính là số hoán vị. Thì để hiểu hơn thì chúng ta sẽ qua cách 2.
Bài 354, cách 2. Thì bây giờ như hồi nãy thầy nói thì mình sẽ việc đầu tiên là mình sẽ chọn ra 3 trong 7 bông, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ cắm chúng vào 3 lọ khác nhau, được chưa? Mình ghi lại đề đã ha. Số cách cắm 3 bông hoa. Số cách cắm 3 bông hoa. Đây là chọn từ 7 bông. Chọn từ 7 bông hoa. Và 3 lọ khác nhau. Số cách cắm 3 bông hoa, chọn từ 7 bông hoa vào 3 lọ khác nhau sẽ bằng với lại số cách để chọn ra 3 bông hoa. Số cách để chọn ra 3 bông. 3 bông hoa trong 7 bông hoa khác nhau. Được chưa? Số cách để mà chọn ra 3 bông trong 7 bông hoa khác nhau chính là tổ hợp chập 3 của 7 phần tử ha. Rồi sắp xếp, chọn ra 3 bông rồi sắp xếp. Hay nói cách khác là cắm ha. Cắm chúng vào 3 lọ khác nhau ha, cắm chúng vào 3 lọ khác nhau. Thì cái việc mà cắm hay nói khác là sắp xếp chúng vào 3 lọ khác nhau, có nghĩa là sắp xếp 3 bông hoa này, bông hoa thứ nhất, bông hoa thứ hai, bông hoa thứ ba ha. Mình có 3 lọ, lọ 1, lọ 2, lọ 3. Mình xếp bông hoa thứ nhất vô đây, bông hoa thứ hai vô đây, bông hoa thứ ba vô đây, hoặc là bông hoa thứ ba vô đây, bông hoa thứ nhất vô đây, bông hoa thứ hai vô đây ha. Thì cái việc mà sắp xếp đó ha, chính là hoán vị của 3 phần tử, được chưa? Rồi sắp xếp chúng vào 3 lọ khác nhau thì chúng ta có là 3 giai thừa cách. 3 giai thừa cách. Rồi, thì ứng với mỗi cách chọn 3 bông hoa, ứng với mỗi cách chọn 3 bông hoa từ 7 bông hoa thì chúng ta sẽ có 3 giai thừa cách để mà sắp xếp chúng. Được không? Như vậy thì chúng ta sẽ có dùng quy tắc nhân, đúng không? Theo quy tắc nhân. Bởi vì ứng với một cái này thì mình có nhiều cái kia ha, theo quy tắc nhân. Còn nếu mà hai cái đó nó rời rạc với nhau thì chúng ta dùng quy tắc cộng. Theo quy tắc nhân. Theo quy tắc nhân ta có C37 nhân cho 3 giai thừa, đúng không? C37 nhân với 3 giai thừa. Và tính ra cũng giống như cách 1, chúng ta cũng được 210 cách. Đó. Thì cái việc mà chúng ta dùng công thức chỉnh hợp nó cũng giống như là chúng ta kết hợp giữa tổ hợp và hoán vị, được không? Tổ hợp và hoán vị. Nếu mà các bạn vẫn chưa hiểu nữa thì chúng ta đi làm cách 3 ha, cách 3. Cách 3 là cách không có dùng công thức gì hết, mình dùng suy luận của mình thôi. Cách 3. Thì bây giờ chúng ta có 7 bông hoa. Chúng ta có 7 bông hoa và chúng ta có 3 cái lọ. Được chưa? Có 7 bông hoa và có 3 cái lọ. Bây giờ thầy sẽ chọn ra một bông hoa để thầy cắm vào lọ thứ nhất. Thầy có 7 bông hoa, thầy chọn ra một bông hoa để thầy cắm vào lọ thứ nhất. Có nghĩa là chúng ta có 7 cách chọn, đúng không? Có 7 cách chọn. Có 7 cách để chọn ra một bông hoa cắm vào lọ 1, được chưa? Thì sau khi mình chọn ra một bông hoa rồi thì mình còn lại 6 bông hoa thôi. Cho nên chúng ta chỉ còn 6 cách để chọn ra một bông hoa cắm vào lọ 2. Thì sau khi mình chọn ra hai bông hoa rồi thì mình chỉ còn lại 5 cách
để mình chọn ra một bông hoa cắm vào lọ thứ ba. Thì ứng với mỗi cách để mà chọn ra bông hoa cắm vào lọ thứ nhất thì chúng ta có 6 cách để chọn ra một bông hoa cắm vào lọ thứ hai. Và ứng với mỗi cách để chọn ra một bông hoa cắm vào lọ thứ hai thì chúng ta lại có 5 cách để chọn ra một bông hoa cắm vào lọ thứ ba, đúng không? Cho nên là theo quy tắc nhân. Ta sẽ có được 7 x 6 x 5 bằng 210 cách để chọn ra 3 bông hoa và cắm vào 3 lọ khác nhau. Rồi, chúng ta đã trình bày xong 3 cách ha. 3 cách. Hy vọng các bạn hiểu thế nào là hoán vị, thế nào là chỉnh hợp, thế nào là tổ hợp. Rồi thì dừng video này ở đây. Chúc các bạn học vui. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.